Nhà lãnh đạo Ukraine khẳng định cuộc xung đột sẽ chỉ kết thúc theo cách mà ông đặt ra. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã từ chối đề nghị của Giáo hoàng Francis về việc giúp đàm phán chấm dứt cuộc xung đột với Nga trong chuyến thăm bất ngờ tới Vatican. Nhà lãnh đạo Ukraine trước đó đã cắt mọi liên lạc giữa chính phủ của ông và Moscow, và từ chối tất cả các đề nghị hòa giải của nước ngoài. Với tất cả sự tôn trọng đối với Đức Thánh Cha, chúng tôi không cần những người trung gian, chúng tôi cần một nền hòa bình công bằng, ông Zelensky chia sẻ trên một kênh truyền hình Italy ngày 13 tháng 5 sau cuộc gặp gỡ với Giáo hoàng Francis tại Vatican. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, thật vinh dự cho tôi khi được gặp Giáo hoàng, nhưng ngài biết lập trường của tôi, cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine và kế hoạch hòa bình phải là của Ukraine. Trong khi Vatican đã kêu gọi Nga đơn phương chấm dứt chiến dịch quân sự ở Ukraine, Giáo hoàng Francis đã nhiều lần đề nghị giúp Kiev và Moscow đạt được sự đồng thuận cho cuộc xung đột, đồng thời đánh giá cao những nỗ lực hòa giải của Thổ Nhĩ Kỳ vào năm ngoái. Mặc dù vậy, các cuộc đàm phán do Thổ Nhĩ Kỳ làm trung gian đã đổ vỡ vào tháng 4 năm ngoái, khi phái đoàn Ukraine rút lui sau chuyến thăm bất ngờ tới Kiev của Thủ tướng Anh lúc đó, Boris Johnson. Các quan chức ở Moscow và Ankara đều tuyên bố rằng Mỹ và các đồng minh không muốn Ukraine ký bất kỳ thỏa thuận hòa bình nào với Nga. Kể từ đó, ông Zelensky đã ban hành sắc lệnh cấm mọi cuộc tiếp xúc giữa chính phủ của ông và Điện Kremlin. Kiev, Washington và Brussels cũng không chấp thuận kế hoạch hòa bình rộng rãi do Trung Quốc công bố vào đầu năm nay. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.